Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế. Kính thưa các quý thầy cô, các quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh sinh viên, sau đây cho phép tôi được đọc bản báo cáo kết quả đào tạo tài năng trẻ năm 2012-2013. Đào tạo tài năng trẻ để tham dự và đạt các giải thưởng âm nhạc quốc gia, khu vực là một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Điều này còn có ý nghĩa trong việc khẳng định vị thế, chất lượng và thương hiệu đào tạo của một nhà trường đối với xã hội, khẳng định ý nghĩa và tầm chiến lược của hoạt động đào tạo tài năng trẻ. Đảng ủy Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Huế đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm, ngày sinh viên Việt Nam làm ngày tuyển chọn tài năng trẻ Học viện Âm nhạc Huế. Ngày 9 tháng 1 năm 2012, hội thi tuyển chọn tài năng trẻ chính thức được tổ chức. Cho đến nay, Học viện Âm nhạc Huế đã tuyển chọn được 24 học sinh sinh viên tài năng trẻ. Trong các năm 2012 và 2013 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, Phòng đào tạo đã chủ trì phối hợp với các khoa đào tạo tài năng trẻ điều hành giảng dạy theo quy chế tuyển chọn và đào tạo 30 tiết trên một năm trên một học sinh sinh viên chia làm hai đợt. Kết quả đào tạo như sau. Thứ nhất, những mặt tích cực, việc tổ chức tuyển chọn đào tạo tài năng trẻ đã gây được tiếng vang và ảnh hưởng tốt đối với dư luận các học viện, nhạc viện, trường âm nhạc, trường văn hóa nghệ thuật và dư luận đối với xã hội, với thầy cô, các em tài năng trẻ và phụ huynh học sinh sinh viên. Các thầy cô được mời tham gia giảng dạy tài năng trẻ nhiệt tình, trách nhiệm, dạy đầy đủ số tiết đã quy định. Đa số các học sinh sinh viên tài năng trẻ tích cực, chịu khó học tập, rèn luyện, vừa hoàn thành chương trình học tập chính khóa, vừa luyện tập tài năng trẻ. Một số em được cử đi tham gia các liên hoan tài năng trẻ công cụ âm nhạc chuyên nghiệp trong năm 2012 đã đạt được những thành tích sau. Thứ nhất, em Nguyễn Hữu Phong, Đại học 3 Piano, huy chương vàng liên hoan các trường văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, được lọt vào vòng 2, tức là vòng bán kết công cụ piano quốc tế lần thứ 2 tại Hà Nội. Thứ hai, em Phạm Ngọc Quý Trân, sơ cấp 9 piano, vượt qua vòng loại được mời tham dự chính thức vòng 1 công cua piano quốc tế lần 2 tại Hà Nội. Thứ ba, em Phan Thị Ý Linh, Đại học 2 Đàn ca Huế, huy chương bạc liên hoan các trường văn hóa nghệ thuật Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Thứ tư, em Lê Công Nam Anh, vào năm sơ cấp 9 thì em đã đạt được huy chương đồng liên hoan các trường văn hóa nghệ thuật do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong năm 2013, em Phan Ngọc Quý Trân, Đại học 1 Piano Trần Thiên Ý, Trung học 2, hệ 95 Piano được cử tham gia liên hoan Festival Piano Quốc tế lần 2 tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2013 đã được tặng kỷ niệm chương của chương trình. 4 em học sinh sinh viên tài năng trẻ mới được tuyển chọn năm 2014 sẽ được tham gia các lớp đào tạo tài năng trẻ vào học kỳ 2 năm học 2013-2014 sắp đến. Thứ hai là những mặt hạn chế, một số học sinh sinh viên tài năng trẻ chưa có cơ hội hoặc chưa được cử đi tham gia liên hoan tài năng trẻ nên chưa thể đánh giá được chính xác khả năng phát triển. Cơ sở vật chất, nhất là nhạc cụ cần phải được quan tâm và phải đạt chuẩn so với các nhạc viện trong nước. Học sinh bậc trung cấp dài hạn là nguồn tuyển chọn tài năng trẻ quan trọng của học viện, nhưng hiện nay số lượng học sinh của bậc đào tạo này ngày càng giảm. Qua hội thi tuyển chọn tài năng trẻ vào ngày 9 tháng 1 năm 2014 vừa qua, Hội đồng nghệ thuật Học viện đã có những đánh giá sau. Nhìn chung, chất lượng học sinh sinh viên tham gia tuyển chọn tài năng trẻ qua 3 năm 2012, 2013 và 2014 ngày càng có chiều hướng đi xuống. Điểm hạn chế nhất của các em dự thi tài năng trẻ năm 2014 là phong cách biểu diễn. Đa số các học sinh sinh viên chuyên ngành thanh nhạc có chất giọng không tốt, khẩu hình chưa đẹp. Một số em ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống lại chưa phô trương được kỹ thuật cũng như thể hiện khả năng xử lý tác phẩm, sức biểu cảm của tiếng đàn. Đây là một thực tế đáng buồn, đòi hỏi lãnh đạo cũng như giảng viên toàn học viện phải tìm ra giải pháp khắc phục và có hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo nói chung và hoạt động đào tạo tài năng trẻ nói riêng. Thứ ba, giải pháp khắc phục tình trạng học sinh sinh viên có năng lực chuyên môn tốt ngày càng ít đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo tài năng trẻ của học viện. Do đó, muốn cải thiện được thực trạng này, trước hết chúng ta phải nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Hàng năm, Hội đồng nghệ thuật Học viện phải thẩm định lại toàn bộ các học sinh sinh viên tài năng trẻ đang đào tạo để đưa ra khỏi danh sách những em không có khả năng phát triển. Tăng cường việc cử các em học sinh sinh viên tài năng đi tham gia các cuộc thi trong nước và khu vực. Tiếp tục chú trọng công tác tìm nguồn tuyển sinh cũng như đào tạo bậc trung cấp dài hạn để tạo nguồn cho hoạt động đào tạo tài năng trẻ của học viện. Và sau đây là chương trình biểu diễn của các em học sinh sinh viên tài năng năm 2012 và 2013.
thưa quý thầy cô và các bạn em sinh viên, để mở đầu cho chương trình báo cáo tổng kết đào tạo tài năng trẻ năm 2012-2013 là tiếp tục báo cáo của sinh viên Phan Thị Linh, lớp Đại học 4, chuyên viên Đoàn Cao Huế với tác phẩm Nam Ai, giảng viên hướng dẫn Phan Thị Thiên Tân. Thank you.
Tiếp theo là phần dự thi tiết mục báo cáo của sinh viên Phạm Thị Hiền Trang, lớp Đại học 3, chuyên ngành Đại học Huế, trên tác phẩm Hoa Mãi Nhi, Nam Bình, giảng viên hướng dẫn Phan Thị Thiên Tân. Thank you.
Tiếp theo là tiết mục báo cáo của sinh viên Phan Phạm Phan Hoàng Nhon, lớp trung cấp 4, hệ 7 năm, chuyên ngành sen lông. Sinh cấp 4, hệ 7 năm, chuyên ngành sen lông với tác phẩm Monet Lá Trưởng của Luigi Buccellini, giáo viên hướng dẫn Ngô Hoàng Quân.
Tiếp theo là phần báo cáo của sinh viên Nguyễn Đức Sĩ Phùng, lớp Đại học 2, chuyên ngành guitar, với tác phẩm Massive của Augustin Barrios, giảng viên hình dân Ngô Thị Giang.